Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đã mua được 1 kg cua cốm ấy mọi người ạ. Đây gọi là cua lột, và cua lột này là tí nữa em sẽ làm để lột cái vỏ ra, và em sẽ hướng dẫn mọi người cách lột vỏ cua như thế nào nhá. Cả nhà hóng xem, và bây giờ em sẽ đi hấp với con cua này đây. Em hấp sơ qua thôi để em có thể lột được cái vỏ cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, còn rất là nhiều người mua cua này về và không biết làm thế nào luôn, bởi vì nghĩ rằng là nếu mà mình mua cua lột ý thì cái vỏ nó đã nhũn ra rồi, nhưng không phải nhá. Những cái loại mà vỏ nhũn như thế không, chưa không ngon đâu, mà phải là mua những cái con nó còn tươi sống, vẫn bò lồm ngồm và nó vẫn còn cái vỏ cứng ở bên ngoài như này. Sau khi mình làm xong mình mới bóc cái vỏ cứng ra thì bên trong nó là cua lột đấy. Cả nhà hóng xem em làm như thế nào nhá. Đấy, vùng bê lên để cho mẹ đi đũa này, cả cho nó sạch. Mai góp một cái vung vung vào mình dán bê lên nó mọi người, không khó là sống mà nó cắt nhìn cua ngon. Cái này mà ngâm nước mắm ấy để sống ấy. Đúng là cái kiểu ghẹ của Thái Lan như thế này, vừa nó ăn chín là tốt nhất. Cua kia thì làm chín. Cái này là có 4 con đều sung rồi, tất cả đều sung, năm sung hết. Đều khỏe hết mà. Cua nó sung là ăn hải sản, nó cũng phải tươi sống dễ đành đạch. Vào đây nó liền thẳng rồi. Gặp nước ngọt nó chẳng thích rồi. Đấy, nó không thích ngọt lắm. Đấy, quy trình bắt đầu là em đã cho vào cái nồi hấp này. Cua bây giờ chỉ chờ ra đi. Ở dưới này, dưới là có nước nhá. Cái này nồi này có 2 tầng. Ở dưới là có nước và có sả. Em cho sả vào hấp để cho nó thơm. Đó. Cái nước sôi lên là hơi nước bốc lên. Nước sôi lên là cua là nó sẽ chín, nó sẽ chuyển sang từ màu xanh sang màu vàng. Mắt thì con này nó mới nhìn một tia hy vọng mới thì sẽ sống được. Anh Phúc ơi, em xin anh, em xin anh đừng giết em. Bạn ấy cấu mẹ con là toàn không xin giết gì đâu. Xin sỏ gì cả, dám cắt mẹ tình là phải thịt. Con cắt cái túi kia đi, cho cái kéo lên để dịch. Cả nhà chờ nhé, chờ cái gì nữa, nước sôi lên nóng nó có dãy đành đạch không nhé cả nhà nhé. Hay là mang cái ra đây kê, xong rồi mẹ livestream luôn cho mọi người xem nếp Phúc làm cua thế nào. Ui rất lười livestream, mất kiếm tiền nhưng mà lại rất lười lấy căn đây. Bị kinh tế toàn chưa sôi. Lúc ban nãy ở bên dưới nó có xả. Lúc ban nãy thì ánh mắt sát thủ, còn lúc bây giờ thì ánh mắt hiện sợ. Bây giờ nó đang rút sợ. Em xin anh Phúc để mắt này. Đấy, chớp chớp ấy. Vừa chỉ một cái chớp chớp đen ấy. Bắt đầu hấp vơ nước lên. Ui. Bắt đầu có hiện tượng. Bây giờ xin không ra thì phải đành chống tự. Có hiện tượng bắt đầu thấy khó chịu vì đã nóng lên rồi. Đây là những con em truyền hình trực tiếp luôn. Sự chống trả lại của những chú cua khi đang bị hấp. Cứu tôi với. Ăn cua này ăn như một con cua hoàng đế, bánh canh ghẻ. Đấy, bắt đầu có sự lục bục ở bên trong rồi bà con ạ. Đây mẹ, nhìn nó mờ mờ, cái chân nó cứ đạp. Đây mẹ, bọn nó cử động kìa. Đấy, bắt đầu nóng, bắt đầu cử động. Thế
khó chịu. Ui, một cái chân con cua đạp xuống hẳn nước nóng là toang nó rồi. Vừa nóng là nó rút chân lên luôn. Truyền hình trực tiếp luôn. Để khi nào mà nó nhảy ra thì con phải chụp cái vùng vào nhá. Mới bắt lên được 2-3 phút thì mình xong xong rồi. Bắt đầu nó bắt đầu có độ nóng rồi hay sao? Bắt đầu nó lạo xạo khó chịu rồi. Lúc trước là nằm rất là ngoan. Mới để thôi. Bó tay với sao vậy? Thích chơi chơi. Bó hiểm. Rồi nó tìm ra đường rồi, em phải đậy nó lại thôi, không có gì thì nó ra là em không có nữa. Thì bắt đầu lục bục rồi ra nó, ui nó cậy cả vung luôn, nó cậy cả vung lên luôn, nó rất là khỏe. Bây giờ nó đang chiến đấu, nó rất là khỏe. Con nặng hơn cua chắc chắn giữ được cua. 75kg nhảy lên trên cái nồi đấy mà ngồi. Chín cả mông con luôn. Đấy, bắt đầu lục. Tầm này bắt đầu hơi nước nó lên nhiều, nước bên dưới nóng ấy. Đấy. Ăn cũng là cả một nghệ thuật. Hết đến nơi rồi còn cũng vậy. Dạ chết. Em xin lỗi nha, xin lỗi tất cả các con cua nhá. Hóa kiếp này sang kiếp khác nhá. Thôi, kiếp sau làm người. Sau làm anh của bạn Phúc béo ấy. Thì bắt nạt lại. Kiếp này sang kiếp khác. Kiếp này xui. Bây giờ đấu Phúc mở ra đấy. Phúc mở ra đi. Bây giờ là nó chiến đấu hoành tráng luôn này. Còn bao nhiêu sức lực thì nó sẽ chiến đấu hết luôn. Nóng quá, khó chịu. Ơi, canh canh ở cái vùng. Canh vùng rồi. Đè quá. Nó đang chiến đấu rất là mạnh liệt luôn. Nhưng mà nhìn nó hơi mờ. Hơi mờ vì hơi nước. Con cứ bỏ tay ra không cần. Nó đang chiến đấu rất là mạnh liệt luôn. Đây là sự chống trả dành lại cái sự sống của chú cua. Cua cốm Quảng Ninh. Ban nãy con nằm đi mà vì nước chưa sôi, bây giờ nước sôi lên nóng rồi. Nóng là khó chịu. Vẫn còn đang được kinh khủng luôn. Bây giờ cua sự sống mạnh. Tí nữa là sẽ đến cái giai đoạn nằm im thiên thít luôn. Tí nữa nó nóng quá, nó không cử động được nữa, nó mệt, nó đuối sức. Sắp trên ngạt rồi này. Mồ hôi cứ toát ra, mà sắp người ngạt. Vẫn nóng. Mồ hôi cứ toát ra. Ở trong đây ấm quá, gì nữa, ngoài trời đang 10 độ, tối thì chỉ có 7-8 độ thôi, lạnh, ở trong này quá ấm. Sướng không biết tưởng của cô. Tưởng cô thoát rồi. Sắp được hóa kiếp rồi. Sắp được làm gì em ạ. Hóa kiếp này thì mình làm người. Kiếp sau làm người chủ tịch. Kiếp sau làm anh con, mất đạp rồi. Có vẻ như mình nhỉ. Yeah. Thì có vẻ y mi nhỉ. Mùi rất là thơm rồi. Bắt đầu đỏ rất đỏ. Rất đỏ, là đỏ thơm. Đỏ dưới chân rồi đó. Dưới chân đỏ đỏ thì xa xa. Hình như là sức sống là cũng bị đuối rồi. Đuối rồi, quả nhiên đuối rồi. Nhật thôi. Đấy, đỏ đấy. Sức sống không còn nhiều để mà. Ui, dự hết cả chân rồi. Tại vì là nó chiến đấu. Cố đập chân mình vào mấy kia. Con này to khỏe lắm, con ăn. Con này là khỏe nhất trong đống này mẹ. Con anh nó vừa bò lên mẹ. Con này mới có sự sống ấy. Ui, chân nó chưa chín luôn mẹ. Nó khác chân nó bắt đầu chín rồi. Chưa giúp. Đấy là con cái.
một cái. Con này thấy là mình rất là cơm cả nước. Đấy. Mấy hôm kia mẹ nó bụng nó chín rồi, còn con này bụng nó vẫn xanh xanh này. Lên con bò, con này bò với con khác thì nó cháy bụng. Cháy bụng. Cháy bụng. Còn con nữa còn đang ngon nghe. Mặc dù rụng gần hết số chân rồi. Đã bị lật ngửa rồi. Lật ngửa. Mình cứ tìm thấy. Đóng lại. Nha. Mọi người hãy chờ xem. Đây là mẹ con đang giúp cho mấy người con cua này. Hoa kiếp. Hoa kiếp với cả có một bữa ăn ngon cho gia đình. Kiếp. Ok. Thơm quá cả nhà ơi. Thơm lắm rồi. Biện pháp mà mọi người mách em cách làm thế nào. Ui, đấy cái vỏ này của nó ở bên ngoài nó rất là mỏng. Trời ơi, nóng quá. Đây, cái vỏ. Đây là bằng cách này sẽ bóc được ra nhé. Đấy, em sẽ làm cách gỡ cái vỏ bên ngoài cho cả nhà thân yêu xem nha. Mọi người ơi, mọi người ngóng nhìn em làm nha. Rồi đây cả nhà ơi, em sẽ cho 5 con cua ra đây. 5 con cua 1kg. 5 con cua ra đây nhé. Ôi, con này vỏ đẹp chưa. Đấy, nó biến từ màu xanh ra màu vàng rồi. Đấy, 5 chú cua của em. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lột bỏ cái chân ra ngoài. Cách làm sao mà lột được cái vỏ của nó ra nhé. Đây là cua. Đây. Cái vỏ của nó rất là mỏng thôi. Mỏng quá. Đây là cua lột ấy. Hấp lên một cái là lột ra. À, cả nhà nhìn thấy chưa? Cả nhà nhìn thấy con cua đã được lột ra một cách rất dễ dàng chưa? Cái da này của nó đây này, mềm lắm luôn ấy. Mà ngọt thịt kể cả cái vỏ này ở cái càng này nó cũng rất là mềm nhá. Tí nữa cái co đấy này. Bóc nhẹ một cái là ra luôn. Đấy. Tưởng là khó nhưng mà lại rất dễ. Đấy. Rất là dễ luôn. Đấy, thế là em đã được một con cua rồi. Đấy. Mọi người còn bảo là phải lấy cái thìa để gõ cơ. Nhưng mà em không cần thìa mà em đã làm ra được rồi. Cái vỏ của nó rất là mỏng. Nóng quá, vừa mới bắt ra nóng quá. Ai chà. Ai chà. Nóng quá. Tí nữa nó. Thì con này xem. Đây, con tiếp theo này, làm dễ lắm. Ai chà. Đấy. Ủa, nhìn ngon này. Nhìn ngon chưa? Da rất là dễ luôn. Hấp nhẹ lên cái này. Đây là cách lột cua, lột vỏ. Nếu mà lột cái lúc mà nó vẫn còn đang sống thì rất là khó. Đấy, và mình chỉ cần hấp sơ qua lên thôi. Là nó. Đây mới giờ hấp sơ. Hấp chín rồi. Hấp chín. Nhưng mà hấp sơ cũng được. Hấp sơ cũng được mà. Ủi vàng. Vàng ngon quá. Nóng quá, nóng quá. Lấy mày mãi không được vì nó nóng quá cũng được. Tuột cả cái. Đây là cái trong cái mai của nó. Có gạch. Có gạch. Nóng quá. Đây mà nó ăn cua vàng để em trộn với cơm con ăn. Đấy. Gạch. Gạch này ăn rất là bùi nhé. Đấy. Rất là đơn giản. Nào, còn tiếp theo thì là ui con này quá dễ luôn. Vỏ mỏng tan, bậy một cái lên luôn này. Đó. Người nhìn thấy không? Cái này mềm mặt này. Rất là mềm. Đúng, con này dễ quá. Con này rất là dễ. Ba không phải thợ ấy. Nóng quá còn cái vỏ nó cũng rất là mỏng, rất là mềm. Đấy.
là con thứ tư rồi, còn một con cuối cùng. Cố lên. Đây là cách bóc vỏ. Ủa, con tôi luôn. Ủa, con này có vẻ khó hay sao? Con này vỏ của nó có vẻ dày hơn những con kia. Chắc là cái con này là con mãnh liệt nhất, con này to nhất và khỏe nhất đấy. Nhưng mà khỏe cũng không sống được. Khỏe thì cũng hòa tiếp cho nó. Đã xong. Đã xong. Bóc cũng dễ dàng, không có gì là khó cả. Tại vì là nó nóng quá thế là mình cầm nó hơi bị khó đâu chứ còn. Hay như kiểu phớ vụn này. Cái vỏ này nó rất là mỏng cho nên nó giòn lắm. Tí là vỡ ngay. Đấy, thế là xong. Hết sạch xanh xanh luôn. Cái vỏ nó mỏng kinh khủng luôn, em có thể bẻ nhẹ cái vỡ này. Vỡ tan luôn. Vỏ mỏng kinh khủng luôn. Đấy, cái này cũng thế. Nói chung là những cái này nó đều rất là mỏng. Đấy, vỡ vụn luôn. Thế là đã được 5 con cua xong rồi, rất là ngon. Và bây giờ em sẽ có thể là làm sốt me, em có thể chiên lên, em cắt ra làm đôi không ạ? Làm cua cáp xê. Cua cáp xê, tầm 1 chiên giòn. Ok. Xin mời quý vị nhìn cách bóc cua. Bóc cua lột rất là đơn ngon giản. Và đấy, ngon đấy. Ngon chưa? Nuốt nước bọt luôn rồi đấy này. Cả nhà nhìn thấy ngon không? Đấy, bây giờ nhá, ở đằng sau này nó có cái mai thì mình bóc tiếp. Bóc tiếp cái mai. Cái mai là lột cũng lột như vậy luôn. Nhưng mà cái chỗ này thì mình nên bóc đi vì nó chỗ này là cái chỗ bẩn. Đấy.